Về bài demo đầu tiên này á, thì thầy giới thiệu về hình thức form based ha. Thì để làm demo form based thì đầu tiên các bạn tạo một cái project. Nào, cứ tạo mới một cái project Java web web app. Thì đây mình cho là day 9 đi ha. Day 9. Form form bay ha, form bay thôi. Đây nha, form bay. Đây nha, tạo project đặt tên là form bay. Rồi xem chưa? Rồi next và finish luôn. Rồi index xóa đi, index.jsp. Thì chỗ này mình sửa lại giùm thầy là index luôn các bạn ha. Hạng một và chúng ta tạo ra một thư mục được bảo vệ. Mình bảo vệ là bảo vệ theo URL. URL của chúng ta đi theo khái niệm là subdirectory. Thầy đặt thư mục này là admin. Để tạo thư mục bạn phải lít chuột phải vô web page chứ đừng lít chuột phải vô form page nha. Lít chuột phải vô form page nó tạo ra thư mục ở trên cái thư mục web á. Để tạo ra cái thư mục ngang cấp với web page này của mình này. Tức là nếu hôm nay bạn lít chuột phải vô form page á, nó tạo ra cái thư mục nằm ở đây nè các bạn, nằm ngang cấp ở đây nè. Đấy nha. Thì thầy phải lít chuột phải vô web page new, thầy đặt một cái folder đặt tên là admin. Và như vậy bạn thấy là hồi nãy bên kia admin của thầy là cái tên là gì các bạn? Tên là Quang đúng không? Tài khoản admin là Quang đúng không? Nhớ nha. Rồi, tiếp theo nữa admin này á, trong admin này thầy new một cái trang JSP. Thì thầy đặt tên nó là admin. Thì phần này thì tí nữa thầy sẽ giải thích cho các bạn ha. Có vấn đề trong này luôn á nha. Trong cái admin này á, mà nó không có cái file index á, thì tí nữa bạn gõ là localhost xuyệt 8080 xuyệt form bay xuyệt admin nó không chạy, xuyệt admin .jsp. Còn nếu có index là bạn xuyệt admin là tự động nó gọi index lên. Tí nữa mà mình sẽ thấy nha. Đây mình đây là admin ha. Vậy this is admin page. Thì bây giờ bạn chạy lên bình thường ha, bạn thấy không? Thầy chạy lên nè, thầy run cái bật rồi thầy build project nè. Thầy run lên. Đây ha. Bạn build bạn run bình thường thôi, chứ không có vấn đề gì đây đâu. Thì bạn thấy nè, đây là chạy lên như vậy là chúng ta đang chạy index page. Đúng không? Mình gõ chữ admin vô, báo lỗi. Đúng không? Tại vì thực ra mình sử admin như vậy nó phải load cái trang là index.jsp lên. Mà không có index nó báo lỗi. Và mình sẽ gõ đầy đủ vô là admin thì admin.jsp. Enter, bạn thấy nó chạy nè, thấy không? Thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Và nếu các bạn tự mình thêm cái file index vô trong cái thư mục admin này ha, tự các bạn là thêm cái file index vô trong cái thư mục admin này để kiểm nghiệm. Được chưa các bạn? Cái này mình tự mình thêm vô để kiểm nghiệm nha. Rồi, cái vấn đề mà demo, project demo thầy tạo như vậy đó. Là rồi chúng ta thêm tập tin web cho mấy demo vào, lít chuột phải vô form page, nhớ nha, lúc này là form page chứ không phải là web page đâu nha. Chọn new, chọn standard deployment descriptor web dot html. Thường là các bạn chọn một lần rồi nó sẽ xuất hiện trên menu nhanh này, đúng không? Còn nếu mà chưa có chọn add, đúng không? Trong cái phần new file category web file type standard deployment descriptor web .html next finish được không? Có tập tin này rồi á thì bạn chọn qua cái thư mục gọi là security, qua cái mục cái tab này, thầy gọi là cái tab là tab security này, thấy không? Bạn dùng Tomcat hay dùng Rapid thì cái đoạn này nó cũng giống nhau thôi. Được chưa? Đây nha. Rồi, login configuration các bạn thấy đang là none, bạn chọn về basic. Được chưa? Và đến đây bạn chạy lên, bạn thử chạy lên đi, nó có chạy chạy vào chứ.
Lên được không? Lên đó win chưa? Không lên đó win à? Chưa lên thì rồi tiếp, tí nữa coi nó lên hay không. Rồi roll, đặt cái roll này của mình admin. Ủa, thường thầy nhớ là lên cái basic này là hình thức basic này ra login này chứ. Ra login rồi, hình thức basic là ra login rồi. Rồi. Role là admin đúng không? Thực ra cái chữ này, cái role name này thầy đặt cái tên là admin giống được group bên kia. Nhưng mà về thực tế thì không cần. Giống hay không giống không quan trọng. Tí tại sao thì tí nữa các bạn sẽ thấy nha. Giống hay không giống không quan trọng đâu. Thầy đặt giống cho các bạn dễ kiểm soát thôi. Đặt khác cũng được. Ok. Và sau đó các bạn add một cái security cộng trên. À, khoan từ từ. À, khoan lên nhấn nút S đã. Bạn bạn quay chế độ sụp đã, quay về chế độ sụp coi dạng ít email đã. Bạn thấy không? Khi mình chọn cái login configuration là basic nè, thì bên cái sụp nó sinh ra cái này nè. Bạn gõ cái role thì nó sinh ra cái này nè. Và mình add cộng trên, đây mình add cộng trên. Đây nè, mới add vô thì nó sẽ sinh ra cái security cộng trên. Đâu rồi, đây security cộng trên nè. Chưa có thông tin ha. Rồi mình cộng trên cho cái role nào? Security cộng trên nè, mình cộng trên cho cái role nào? Add vô. À xin lỗi. Cộng trên cho role chưa có. Add resource collection trước, tức là mình bảo vệ cái thư mục nào trước? Bảo vệ thư mục nào? À, add vô ha. Thấy không? Thì thầy bảo vệ cái thư mục là admin ha. Này là resource name admin, ul button là xuyệt admin xuyệt sao. À, tức cái gì trong admin là bảo vệ hết, tức là cứ truy cập vô admin là cái login nó sẽ hiện ra. Rồi, ok. Rồi, Ctrl S lưu lại. Để bạn thấy là bên này nè ha. Bên sụt nó bắt đầu nó ra thông tin này nhiều nè ha. Display name không quan tâm nha. Web resource collection là mình sẽ bảo vệ cái này. Mình có thể khai báo nhiều resource. Bạn hình như được không? Rồi, bây giờ bạn chạy lại thử coi. À, mình đích vô đây ha. Rồi mình add role ha. Edit. Bạn thấy nó có cái role admin này nè, add qua. Thì ở đây các bạn nhớ chỗ này thầy đang gọi là role chứ không phải là group. Cái role này á là do app chúng ta quy định, app chúng ta control. Được không? Đây là cái role do app chúng ta control. Được chưa? Và role này bạn muốn đặt tên gì là chuyện của các bạn. Và cứ cái role này thì trong app mình có thể là thao tác được. Rồi xong rồi đó các bạn, hiện giờ là bạn chạy là đăng nhập là chắc chắn nó báo nó bắt có phải đăng nhập rồi đó, cái này là chắc chắn rồi đó, thao xong cái phần web cho HTML rồi mà. Nhưng mà bây giờ á là nếu bạn gõ cái user, bạn đăng nhập mà bạn gõ cái user vô thì làm sao cái user bên Graphic á, bạn gõ cái user là của Graphic quản lý đúng không, làm sao cái user đó nó map về được cái role bên này, đúng không? Bây giờ bạn nhập vô nó đâu có hiểu đâu. Nếu bạn làm tâm kết thì đến đây là xong rồi đó. Nhưng bạn dùng lát fit thì đến đây nó không hiểu. Thì phải làm gì tiếp? À, chúng ta phải add một cái tập tin config mới. À, lát fit .xml thì phải. Đây. Bạn sẽ click chuột phải vô form bay new. À, add ha. Category bạn chọn lát fit, lúc này là lát fit ha. À, file type lát fit descriptor. Thì lúc này cái này nó lại dính đến phiên bản Graphic nè, 4.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 5 chấm khác nhau. À, đến đây mà không đúng phiên bản của thầy thì không chạy là không thắc mắc nè. 4.1. Không, thật sự á, tại vì thực ra lúc đầu thầy cũng không để ý cái này đâu, thầy cứ khuyến cáo cái Graphic nhỏ hơn 4.1 là được. Nhưng có bạn chạy 4.0 nó không chạy. Thì thầy mới phát hiện ra nó khác ha. Thành ra là bắt buộc phải là 4.1 luôn. Rồi, next. Tập tin sinh ra là graphic-web.html. Finish. Graphic-web.html. Thấy không? Và trong tập tin này chúng ta sẽ map cái role chúng ta về cái group bên Graphic. Bạn cũng chọn tab security nè các bạn. Đúng không? Ở đây nè, nó có cái role admin nè, thấy chưa? Admin nổi lên nè. Mở dấu cộng ra. Thì bạn sẽ role này nè ha. Đây là role nha. Bạn nhớ nha, đây là role chứ không phải group đâu. Role này map với group nè. Add group. Gõ chữ admin vô. Và ok.
Rồi xong, Ctrl S lưu lại chạy. Thử đi các bạn. Build. Xong rồi đó. Link build. Rồi, run. Đến lúc này bạn truy cập vào thư mục admin là không được nữa. Thấy chưa? Không phải đăng nhập hiện ra. Mình đăng nhập sai, nó sẽ không cho mình quyền. Thấy chưa? Nó không cho mình ba lần là nó lóc luôn á, lóc luôn. Mình phải là tắt trình duyệt đi chạy lại. Nó đã lóc là mình phải tắt trình duyệt chạy lại mới được nha. Rồi đăng nhập đúng nè, Quang password 1. Thấy chưa? Nó vô được. Nó vô được nó cũng nhớ luôn rồi.